đã đến với kênh của Mr Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của những siêu sao trên sân cỏ thế giới. Và nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình. Xin chào! Đã có rất nhiều nhận định cho rằng thủ môn là công việc khổ sở nhất trong thế giới bóng đá. Nếu như bạn có 10 pha cứu thua rồi phạm phải một sai lầm, người xem chắc chắn sẽ chỉ nhớ đến sai lầm đó của bạn. Vì vậy, để tri ân những cống hiến của những người gác đền, hãy cùng chúng tôi đến với những pha cứu thua xuất sắc chả khác gì người nhện của họ nhé. Đối với nhiều người hâm mộ bóng đá, Jerzy Dudek là một thủ thành bình thường và khá vô danh. Thế nhưng nếu không có sự xuất sắc của thủ môn người Ba Lan, đêm Istanbul huyền ảo của Liverpool sẽ chẳng thể diễn ra. Từ đường tạt bóng như đặc phía bên cánh phải, Shevchenko bật cao đánh đầu ở tư thế vô cùng trống trải. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Dudek không chỉ từ chối tiền đạo người Ukraine không chỉ một mà đến hai lần. Nếu như Dudek không xuất thần trong pha bóng đó, Liverpool đã chẳng tiến tới loạt sút luân lưu. Pha cản phá cực kỳ đẳng cấp này của Thibaut Courtois đã làm tan biến giấc mơ vô địch World Cup của Brazil thêm một lần nữa. Từ rìa vòng cấm, Philippe Coutinho tung ra cú cứa lòng với độ khó rất cao bằng cái lòng chân phải cực ngọt. Mặc dù bị khuất tầm nhìn, thế nhưng thủ thành số 1 của tuyển Bỉ vẫn có pha bay người xuất sắc. Nhờ sải tay dài và phán đoán thông minh, Courtois đã giúp cho Coutinho có một siêu phẩm thuộc để đời. Không quá lời khi nói rằng đây là khoảnh khắc đáng tiếc nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan. Sau đường chọc khe của Nigel de Jong, Ruben tăng tốc rất nhanh và thoát xuống đối mặt với Casillas. Tuy nhiên ở tình huống gần như không thể bỏ lỡ, số 11 của Hà Lan lại không thể chiến thắng Thánh Iker. Nếu như pha bóng này trở thành bàn thắng, có lẽ Hà Lan mới là đội vô địch World Cup 2010 chứ không phải là Tây Ban Nha. Sau sai lầm chết người của Karius trong trận chung kết C1 2017-2018, Liverpool đã chi tới 67 triệu bảng để có được chữ ký của Alisson Becker, và những màn trình diễn đỉnh cao như thế này của thủ môn người Brazil đã khiến cho The Cop phải móc hầu bao. Cú sút của Tyson gần như là hoàn hảo khi đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A khung thành. Tuy nhiên nhiêu đó là chưa đủ khi Alisson có một pha bay người rất khó tin và cản bóng bằng những đầu ngón tay. World Cup 2006 đương nhiên là màn trình diễn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp đầy rẫy vinh quang của Gianluigi Buffon. Trong trận chung kết với tuyển Pháp năm đó, đã rất nhiều lần huyền thoại người Ý làm nản lòng những siêu sao bên phía đội bạn. Đây dường như đã trở thành một pha phối hợp hoàn hảo của Les Blues khi bóng được tạt đến đúng vị trí của Zidane. Cú đánh đầu của số 10 tuyển Pháp cũng là rất căng và hiểm hóc. Tuy nhiên lần này phản xạ của người nhảy nước Ý là nhanh hơn và tạo ra một pha cản phá đi vào lịch sử các kỳ World Cup. I don't know what's up, pour that shit in my cup, we bout to turn up, crank this shit up so loud, sounds like we're sold out in front of a whole crowd. World Cup 2002 chính là giải đấu lớn cuối cùng của thủ thành huyền thoại người Đức Oliver Kahn, và dù không thể giúp những cỗ xe tăng lên ngôi vô địch, phong độ của thủ môn khi đó đã 33 tuổi là rất ấn tượng. Sau pha phối hợp đá phạt góc khá thông minh, tuyển thủ Hàn Quốc đã tung ra cú sút một chạm rất hiểm hóc về phía góc xa. Tuy nhiên với kinh nghiệm thi đấu dày dặn, Oliver Kahn đã thi đấu cực kỳ tập trung và bay người kịp thời dù cho trước đó đã bị bất ngờ. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no because I want this. Don't try to stop me, never ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're... Làm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các trận El Clasico, Messi đã có trong tay rất nhiều siêu phẩm vào lưới Real Madrid. Và tình huống này suýt chút nữa đã lại là một bàn thắng để đời của Empunga nếu như Navas không thi đấu như lên đồng. Trước vòng vây 5-6 cầu thủ bên phía Real, Messi tung ra cú chích mũi giày rất cẩu hứng, hướng bóng về phía góc chết. Tuy nhiên lần này Navas đã có pha phán đoán cực kỳ thông minh và bay người cản phá xuất sắc. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your back. Trước khi chuyển đến Aston Villa với giá 20 triệu bảng, Emiliano Martinez đã có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình trong màu áo Arsenal. Cú sút phạt của cầu thủ bên phía Norwich có thể nói là xứng đáng đưa vào sách giáo khoa khi đưa bóng đi căng và hướng thẳng vào góc chữ A. Tuy nhiên khi mà phong độ của thủ môn người Argentina đang đạt đỉnh thì không gì là không thể khi anh bay người cản phá và cứu bóng bằng những đầu ngón tay. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, không một thủ môn nào tại Premier League có thể so sánh được với Peter Cech, và quả thực rất khó để người gác đền nào có thể cản phá được cú đánh đầu này của Andy Carroll ở khoảng cách chưa đầy 2 m. Tiền đạo người Anh bật cao và tung cú đội đầu cực mạnh như búa bổ. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, Peter Cech kịp thời chạm tay vào bóng và cứu thua ngay trước vạch vôi. Trong lịch sử bóng đá thế giới, thật khó có thủ môn nào có thể chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 43 như Buffon. Và khi mà nhiều người đồng nghiệp cùng trang lứa đã giải nghệ từ lâu, huyền thoại người Ý vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của Juventus. Cú sút của Messi trong tình huống này tuy không quá mạnh nhưng lại đi lập bập và có độ xoáy rất cao. Mặc dù đối mặt với ngôi sao số 1 thế giới, người chiến thắng lần này là Buffon với pha đổ người chuẩn chỉ để cứu một bàn thua trông thấy. Chắc hẳn các bạn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước những pha cứu thua vừa rồi phải không nào? Nếu thấy video hay, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.